Bí quyết nuôi dạy trẻ nhỏ có tính bướng bỉnh. Để nuôi dạy những đứa trẻ bướng bỉnh hoặc là có tính cách mạnh mẽ là một thách thức đối với cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Và đây là những mẹo nhỏ dành cho cha mẹ để tránh việc xung đột và giúp trẻ phát triển tiềm năng của mình tốt hơn. Bởi những đứa trẻ bướng bỉnh thì thường có rất khó bảo, có thể thường xuyên khóc lóc và rất dễ cáu giận. Con sẽ không dễ dàng để tuân theo những quy định mà cha mẹ đưa ra. Những thói quen được cha mẹ thiết lập như là việc ăn ngủ đúng giờ và nhiều thói quen khác, chúng thích làm theo ý thích của mình, và khi buộc phải làm một điều gì đó thì con sẽ tỏ ra tức giận. Và đây chính là những đứa trẻ cần được sự quan tâm của cha mẹ nhiều hơn. Thứ nhất là việc cha mẹ nên để trẻ có sự lựa chọn. Vì những đứa trẻ mà đã có tính bướng bỉnh thì con không thích phục tùng hoặc là làm theo ý của người khác. Con có ý tưởng và mong muốn của riêng mình. Chính vì vậy mà thay vì việc chúng ta ra lệnh hoặc là áp đặt cho con, bạn có thể đưa ra một loạt các lựa chọn và để con tự chọn cho mình. Cho dù là quần áo, là thức ăn hay có được hoạt động vui chơi giải trí khác thì hãy để con tự lựa chọn. Điều này sẽ làm cho đứa trẻ cảm thấy mình được cha mẹ lắng nghe, cũng như việc tránh được những xung đột nảy sinh. Thứ hai là việc cha mẹ cần phải kiên nhẫn để giải thích với con. Những đứa trẻ có tính cách mạnh mẽ thì thường lại rất thích đối thoại, được trò chuyện, được nêu ra ý kiến của bản thân. Nên thay vì việc ra lệnh cho con thì chúng ta phải làm mọi điều này ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn để giải thích cho con hiểu tại sao con phải đi ngủ sớm, tại sao con phải ăn rau, tại sao, lý do gì mà con cần phải uống nước nhiều. Khi được cha mẹ giải thích như vậy thì đứa trẻ sẽ rất dễ bằng lòng với những ý kiến việc làm của cha mẹ, vì con cảm thấy mình được tôn trọng, mình không bị cha mẹ áp đặt. Như vậy là đứa trẻ sẽ trở nên thấu hiểu và lắng nghe cha mẹ nói nhiều hơn. Thứ ba là việc cha mẹ cần phải đồng cảm với những cảm xúc của con. Những đứa trẻ bướng bỉnh thì thường trải qua những cảm xúc tiêu cực khiến cho chúng ta cảm rất là phiền toái, khó chịu. Con có thể nổi cơn tức giận bởi những lý do rất là đơn giản. Ví dụ như con phải làm một việc gì đó theo quy định, rồi thì việc ăn ngủ đúng giờ, việc cha mẹ gọi con dậy sớm khi phải đi học. Và điều này thì cũng khiến cho cha mẹ mất bình tĩnh. Và lúc này thì chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi con một cách mạnh mẽ, như là quát mắng, như là bắt ép con. Tuy nhiên thì hành động thiếu bình tĩnh của cha mẹ lúc này chỉ khiến cho con trở nên bướng bỉnh hơn mà thôi. Thay vào đó thì cha mẹ nên dành chút thời gian để kiên nhẫn với con, đồng cảm với những cảm xúc của con. Sự nhẹ nhàng của cha mẹ lúc này khiến trẻ dễ dàng làm theo. Và để có được cái sự đồng cảm như vậy với con thì chính bản thân người làm cha mẹ cũng phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Chúng ta cũng cần phải duy trì giọng nói phù hợp để có thể bình tĩnh điều hướng con của mình, thay vì việc chúng ta cũng nóng giận lên. Khi con tỏ ra bướng bỉnh, lập tức là la hét, đe dọa con sẽ không mang lại lợi ích tốt và không thể thay đổi được trạng thái của trẻ lúc bấy giờ. Và cuối cùng thì cha mẹ nên quan tâm tới con nhiều hơn. Đúng là trong cuộc sống, người làm cha mẹ chúng ta luôn bận rộn, nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới áp lực của cuộc sống, tới gánh nặng xung quanh mình và không dành cái tâm trí cho quá trình phát triển và lớn lên của con ở những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì dù là một kết quả rất là nhỏ nhặt, một cái sai lầm rất là nhỏ của con, nhưng đều có một quá trình để diễn ra. Người làm cha mẹ chúng ta hãy theo dõi sát sao về quá trình phát triển của con, quá trình xảy ra vấn đề của con. Và khi biết được nguyên nhân của sự việc, nguyên nhân của mọi vấn đề, chúng ta mới có thể giúp con thay đổi được kết quả. Đứa trẻ còn nhỏ, con rất cần cái sự quan tâm của cha mẹ. Con cũng mong muốn được nói ra ý kiến của mình và mong được cha mẹ lắng nghe. Con rất vui nếu như chúng ta chịu ngồi xuống nghe những mong muốn, những ý kiến của con để biết được trẻ thích gì và không thích gì. Mặc dù là những mẹo nhỏ nhưng cũng giúp cha mẹ để tránh xảy ra những xung đột với con cái và để trẻ có cơ hội phát triển thuận lợi và tốt hơn. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.